Em xin chào các bác nhé. Hiện đây là phiên của buổi sáng của ngày mùng 2 tháng 7 năm 2024. Sáng nay vườn Lan Cường Thúy nhà em ra vườn lại tiếp tục có chương trình dọn vườn, còn gì bán đấy. Và ngoài ra là nhà em còn rất là nhiều những cái mặt hàng siêu hot hit luôn, như là cô ki tím cổ xưa. Đây hàng mẫu ơi, hàng mẫu nhà em bắt đầu nó đang hé nở đây. Đấy, cô ki tím cổ xưa này, châu Thái vàng này, và rất là nhiều những hàng siêu rẻ, siêu đáng yêu. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 081 789 2229. Cả hai số điện thoại trên em đều dùng Zalo nhé. Đấy, sau đây thì em sẽ vào, em không để các bác đợi chờ lâu, em vào em báo giá chi tiết từng mặt hàng đây ạ. Sau đây em sẽ lên một số cái mã hàng xả nhé. Và toàn bộ những cái hàng này nhà em Thúy không bao ship nhá. Em sẽ đánh mã từ mã T8 trở đi. T8 gồm có 15 cây Vanda. Vanda giống hoa nhiều màu nhá. Có cây đẹp, có cây hơi lỗi một tí. 15 cây này em sẽ chia sẻ với các bác giá 90k nhá. 90k, cây nhỏ nhỏ xinh xinh. 15 cây 90k. Không mua cái này thì mua cái gì nữa các bác. Tiếp đến là mã T9, 15 cây nhạn. Giống giá 250.000. Đây, 15 cây nhá, giá 250.000. T10 gồm có 6 cây nhạn lá xếp, giá 250.000. Đây 6 cây của nó đây nhá các bác nhá, nó là đẹp thiên thần luôn. Đấy, sáu cây giá 250.000. Và mã T11, hàng bom đạn mưa rơi gồm có 4 cây cát. Nói chung là nó về hàng bom về nhà em rồi, mặt hoa nó lung tung. 4 cây này em đánh mã T11 giá 190.000. Cây đầu tiên này em nhận ra cây là Phượng Hoàng Lửa này. Còn 3 cây này thì em không biết là cây gì. Đấy, 1 này, 2 này, giá tính ra là có bao nhiêu, 450.000 một chậu cát thì giá quá rẻ luôn. T12 gồm có 6 cây đai châu, giá 290.000. Trời ơi, sao mà nó rẻ thế này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 cây giá 290.000. Và nhà em Thúy treo nó đã ra dễ rồi nhá. Đấy, tiếp đến mã T13. Trời ơi, sao nó lại dính dây thế này. Gồm có 2 chậu chuỗi ngọc. Em chia sẻ với các bác giá là 150.000 đi cho nó hết đi. 150.000 2 chậu chuỗi ngọc này nhá. Giá quá rẻ luôn. Mã T13. Mã T14 gồm 1 chậu cánh gà Sapa, siêu to khổng lồ luôn. Cánh gà Sapa là em chia sẻ với các bác giá 210.000. Trời ơi, nó to lắm lắm ý. Bê nặng cái này phải nặng tầm 4 cân nhá. Cánh gà nhá, gọi là đùi gà dẹt đấy ạ. Hoa nó cực kỳ là đậm nhá, đậm màu. Em có một cái dòng nhạn VIP 4N, hàng vừa cập bến nha các bác nhá. Siêu đẹp luôn các tình yêu ơi. Đó, đây này em cho các bác xem này. Chuẩn hàng lá mít nhá, chuẩn hàng lá mít nhạn 4N. Và cái hàng này thì em cũng nói rõ luôn, nó là hàng Thái Lan. Còn các bác hỏi là hoa nó có thơm không, mặt hoa nó có đẹp không, thì em cũng xin trình bày với các bác là bao giờ người ta cấy ra một cái mặt hoa mới, người ta cũng phải tìm cái dòng cây bố mẹ cực kỳ đẹp để người ta lai tạo ra một cái giống cây con thật xuất sắc. Và mùi hương nó thì cực kỳ là quyến rũ luôn. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Nhặt hoa, mặt hoa nhạn VIP của nhà em đây nhá. Đẹp lắm cơ. Và thơm cực kỳ luôn. Đây này. Thơm ơi là thơm luôn nhá các bác nhá. Chuẩn nhạn lá mít nhá. Các bác ơi, nó sẽ hàng hôm nay em về em sẽ có những cái dòng cây thôi. Dòng cây mẹ con thế này thì hàng em sẽ bán nó cao tiền hơn. Và dòng cây 1 thì em chia sẻ với các bác giá là 230.000 một chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship, các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Đấy, cái hàng này lúc trước là nó là rơi vào hơn 300.000 một chậu đấy. Nhưng hôm nay em cắt được cái lô này, nhà vườn bán cho em giá cực kỳ rẻ. Và hàng này thì em Thúy sẽ chia sẻ với các bác ra từ đôi 4, 6, từ 7 cặp lá trở lên nhá. Nó có thể nó 8, 9 cặp nhưng em chỉ bán từ 7 cặp trở lên thôi. Các bác nào mua nhà em rồi thì biết rồi đấy. Bao giờ em cũng phải nói
nó bơn bớt đi đó. Và những cái toàn bộ những cái hàng này em đóng gói cực kỳ cẩn thận, em sẽ bọc giấy vụn và bọc giấy báo bên ngoài, khi các bác nhận hàng các bác dỡ ra cẩn thận giúp em. 230.000 là một chậu đôi, à chậu đơn, chậu đơn. Và các bác mua chậu đôi như thế này thì giá nó phải hơn tiền nha các bác nhá. Đó, hoa thì cực kỳ thơm và cực kỳ quyến rũ. Và cái dòng này hoa nó sẽ nở rải rác từ tháng 6 cho đến tháng 10 dương lịch nha các bác nhá. Cái hàng Thái này nó không có ra một cái tháng cố định nào cả, nó cứ về Việt Nam mấy tháng là bắt đầu nó sẽ nở đấy. Nó sẽ rất là nhiều cây mẹ con nha các tình yêu nhá. Và hàng này hàng lá mít cực kỳ luôn, mít đồng xu của em nhá, mít đồng xu luôn. Đấy. Và đây em giới thiệu tiếp với các bác một dòng Koki hoa tím cổ xưa. Dòng này là thuộc dòng lá to nha các bác nhá, thuộc dòng lá to. Có nghĩa là mình nuôi càng lớn thì cây lá nó càng to, chứ không phải là cái dòng lá xếp nhá, dòng này dòng lá to. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Mặt hoa nực thờ nở thực tế tại nhà em, nó sẽ có 3 màu hoa trắng, màu hoa đậm và màu hoa nhạt nhá. Đó, đây này, đấy tay em đấy nhá. Đó. Đây, em cho các bác xem cái cây nó hoa nó nở thực tế nhà em đây này. Đây các bác nhìn Omeli chưa? Đúng cây lá to chưa các bác? Này, nụ này. Nụ này. Nụ nhá. Đấy, các bác ơi. Và cái hoa nó có thể nó nở từ tháng 6 cho đến tháng 12 dương, thậm chí là Tết nhá. Đây các bác nhìn nhìn đúng lá to chưa? Đây em cho các bác xem nhá. Đây nhá. Đó. Đây, có một cây này nở hoa gần tàn này. Bông hoa cực kỳ to, khuôn bông cực kỳ đẹp luôn nhá các bác nhá. Khuôn bông nó đẹp lắm, đây nó tàn rồi hoa nó hơi nhạt đi nhá. Nhưng cái khuôn bông hoa nó rất đẹp. Nụ đây. Đấy, lá to này. Đây em quay lại trở lại đây các bác ơi, nhìn đây. Một chậu như thế này, em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Đây là chậu trung bình nhá, lá to nhá. Và các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship. Em sẽ giao hàng trung bình từ 5 cặp lá trở lên. Có cây nó có thể hơn và có cây đẻ con, nhưng em chỉ giao từ 5 cặp lá trở lên, tránh trường hợp là các bác về nhiều bác ABC lắm. Đôi 4, 6, 8, cặp cây này nó 8 này, nhưng em giao chỉ tầm 5 cặp lá trở lên nhá các bác nhá. Đấy các bác nhìn thấy ok chưa? Cực kỳ nó có, sẽ có cây to, cây nhỏ. Và các bác nào mà mua nhiều thì em sẽ ưu tiên em gộp đơn cây to vào cho các bác nhá. Bản lá to. Đây em sẽ giao trung bình, cái cây nó trung bình nó sẽ như thế này. Đây, đây là cây trung bình của nhà em nhá. Và đây, đây là cây to. Cây to này thì các bác phải giả em hơn tiền đi. Và cái dòng này thì nói về cái dòng này thì hoa cực kỳ là thơm. Thơm lắm lắm ý các bác ơi. Thơm gọi là thơm, gọi là thơm nổi tiếng luôn ý. Đây là nhà em nó nở có 1-2 bông ở chỗ kia mà hương thơm cả nhà ngửi thấy nhá. Giá là 120.000 một chậu thôi. Dòng Koki tím cổ xưa nhá. Đây này. Đôi 4, 6, 7 cặp lá, nhưng em chỉ giao cây 5 cặp lá nhá. Đấy. Rất là ok luôn. Em có một ít cái rau sạch đây. Rau sạch mầm non rất là ngon. Em sẽ lên em chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn. Nay em chỉ còn có bằng này thôi nhá. Chỉ còn có bằng này chậu thôi. Chắc là nó độ khoảng vài combo nữa thôi. Em có một số mặt hoa sau như là trầm trắng môi tuyết này, trầm sáu mắt này. Đó, trầm môi tuyết này. À, trầm chớp này. Asa lưỡi viền này, Asa tím này, trầm 990 này, Di Linh bệt này, đó, trầm huyết long này. Rất là nhiều mặt hoa luôn. Hàng này hôm nay em Thúy chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn nhá. Combo 250.000, các bác được 7 chậu này nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 250.000 7 chậu. Và giá này là em Thúy không bao ship, các bác vui lòng cộng thêm cho em 35.000 tiền phí ship nhá. Đó các bác nhìn này, 250.000 7 chậu nhá các bác nhá. Trời ơi, mầm lên non nó lên ngon thế kìa chứ, ngon tơ luôn nhá. Đó, đây này. Ngon cực kỳ luôn. Đó, các bác nhìn này, và có chậu nhiều thân, có chậu ít thân, nó phụ thuộc vào mặt hoa nhá. Ngon chưa? Gọi là tực tực luôn, mầm non nhá. Đó, và cái hàng này khi em đóng đi xa em sẽ cắt nước. Các bác nhận hàng nó sẽ hơi héo một chút, nhưng các bác bỏ ra và mình tưới nhẹ nhàng vào cho em.
đến vài tiếng sau mình tưới nhẹ nhàng cho em, ngày hôm sau mình mới tưới đậm thì cây nó từ từ hồi lá nhá. Và cái thứ hai nữa là em sẽ bịt gốc, em chuyển đi xa, em bịt băng dính với giấy vào đây. Khi các bác mở hàng thì các bác chú ý cho em, mình nhẹ nhàng mình rứt ra nhá, nhẹ nhàng mình gỡ ra chứ đừng rứt bụp một phát ra là nó long gốc long cây ra nhá. Đó, rất là nhiều mầm rau sạch đi các bác nhá, đây gọi là combo rau sạch các bác ạ, combo rau sạch luôn, ngon chưa, mướt mát luôn. Em có một cái lô đay châu Thái hoa nhiều màu. Và cái giá hôm nay em đưa ra là giá thanh lý nhá. Và hàng này là hàng đay châu của nhà em. Tất cả đều có những cái có đã, nó đã ra hoa rồi. Đây, nó có thể là nó bị mất lá chân, hoặc là lá chân nó hơi xấu xấu một tí. Và hàng nó thì gọi là đẹp như hoa hậu thì không đẹp như hoa hậu, nhưng mà em thấy nó là cũng là gần là hoa hậu rồi. Đấy, hàng hôm nay em về rất là nhiều mặt hoa, như là mặt hoa coqui này, các bác nhìn thấy chưa? Trắng lưỡi đỏ này, bò sữa này, màu cam nhá, màu cam đỏ này, màu hồng Đà Lạt này, màu đỏ đốm này, màu sắc pháo này, đó, màu trắng có nhưng mà rất là ít bác ạ, các bác ạ, màu trắng có nhưng mà rất ít. Đấy, đỏ đốm là rất là nhiều loại đỏ đốm. Và màu đỏ cherry nhá. Đấy, rất là nhiều màu. Và cái hàng này là em Thúy bảo hành cho các bác, là hàng chuẩn hoa Tết của em. Một chậu như thế này, nó trung bình nó từ 3 cặp lá trở lên. Nói chung là nó từ 3 cặp lá trở lên thôi. Có cây 4-5 cặp lá nhưng em bán từ 3 cặp lá trở lên. Em sẽ bốc solo cho các bác. Và hàng này em là em nói lại là em hàng này hàng em thanh lý. Em thanh lý cho các bác giá cực yêu luôn, 45k một chậu. Có 45k một chậu thôi. Đây em bỏ ra em đo trung bình nhá. Đo trung bình mà chiều cái diều dài lá này. Ví dụ cái cây này này, cái lá là dài nhất thì nó sẽ được hơn một gang tay. Còn cái lá trung bình của nó sẽ được cũng chỉ cũng hơn một gang tay. Đấy, hơn một gang tay nhá các bác nhá, hơn một gang tay em. Gang tay em nó không phải tăng gang tay các bác đâu. Cây to thì nó cũng gọi là nó chỉ to hơn, nhỉnh hơn một chút chút thôi. Em chia sẻ với các bác là 450.000 một chục cây. Các bác mua 10 cây, em Thúy miễn phí ship. Và các bác mua lẻ thì em ship từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy, các bác mua lẻ thì em ship từ 5 cây trở đi lên. Và các bác nào đến vườn chọn thì không bao giờ có cái giá này đâu các bác nhá. Đấy, em không để bảo là các bác đến là hết hơi, các bác đến là các bác lại bảo là thế nọ thế kia. Đấy, cây từ 3 cặp lá trở lên. Và hàng này em bảo hành cho các bác là ra hoa năm nay. Năm ngoái nó đã cuống đầy những cây có cuống hoa cũ hết rồi nhá. Đấy, nó đây này, cuống hoa cũ này các bác nhìn thấy chưa? Cây này ví dụ như cây này nó bị mất lá chân này. Đó. Các bác nghe rõ em nói nhá, từ 3 cặp lá trở lên giúp em nhá. Đây này, em chỉ có độ khoảng hơn 100 cây thôi chứ cũng không có nhiều. Đây nữa đây. Không có nhiều đâu các bác nhá. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu một các bác một mặt hàng nữa. Đó là vẩy rồng nha các bác nhá. Lan này gọi là lan vẩy rồng này. Hàng này trồng thuần rồi, bám trên khúc gỗ rồi các bác nhá. Có móc treo sẵn, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Đó, đây em cho quay cho các bác xem này, về chỉ việc treo chơi thôi. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa vẩy rồng nhá. Mặt hoa của em nó đây. Và đây cái video hoa nó đã nở tại nhà em này này. Đấy, cần hoa rất là dài và hoa màu vàng nhá. Hoa màu vàng. Đó. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Khi nó ra hoa thì nó sẽ ra ở những cái mắt cây này nhá. Mắt cây này này. Lần này nó ra cái mắt bên này, lần sau nó sẽ ra mắt bên này bên kia nhá. Đấy. Hàng em trồng thuần sẵn hết rồi. Một bảng như thế này, em Thúy chia sẻ với các bác giá là 95k một bảng thôi. Các bác mua 5 bảng, em Thúy miễn phí ship. Đây các bác mua như này, hàng trồng thuần rồi này, dễ bám chi chít như thế này này. Về các bác mua như cái này về còn các bác còn mua rẻ hơn hàng kg nhé. Hàng kg về các bác trồng cấy chưa chắc là đã sống mà giá này cũng không rẻ đâu. Các bác mình có thể là mua mấy miếng như thế này, về mình ốp vào như này, hoặc là các bác ốp vào một cục gỗ lũa nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Trông rất là đáng yêu luôn. Nói chung là hàng này hàng rừng này rất là dễ trồng. Mà hoa thì cực kỳ là phong phú, cực kỳ là đẹp này, cực kỳ là thơm luôn nhá. Đây này, các bác nhìn thấy củ này, sướng chưa?
có 95k một củ, một bảng thôi. Các bác mua 5 bảng em Thúy miễn phí ship nhá. Trong trường hợp các bác ghép đơn là mua một bảng này một bảng kia em Thúy vẫn gửi nhá. Đấy. Có móc treo sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Bao la bát ngát luôn cho các bác mình lựa chọn nhá. Đây các bác nhìn này. Đó. Hàng này hàng rừng thì thi thoảng nó cũng sẽ có cái lá nó vàng vàng nha các bác nhá, chứ không phải hàng công nghiệp đâu. Đấy các bác thi thoảng thôi, về các bác cứ vặt nó đi, không sao cả. 7 đến 10 ngày các bác vẫn cho nó ăn phân thuốc một lần cho em. Nguyên tắc là trồng cây, cây gì cũng phải như vậy ạ. Đây. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa cực kỳ đáng yêu luôn. Sơn Thủy Tiên nha các bác nhá. Ôi mùa này mầm non đã đang lên, một số cây mầm non đã đang lên đây này. Sơn Thủy Tiên. Đây. Đấy các bác nhìn này, hàng này trồng thuần rồi. Em trồng thuần ra cái bảng gỗ, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Hoặc các bác mình có thể là về ghép vào thêm vào một cái khúc ngũa đẹp hình thù để mình ngắm. Hoặc là các bác có thể về ghép nó ra cái chậu nhá. Thả nó vào một cái chậu mới, tùy các bác thích, sở thích của các bác. Thích chơi như thế nào thì mình làm như vậy. Các bác có thể mua nhiều bảng này về ghép thành một cái giò như của nhà em. Và mặt hoa này là mặt hoa sổ, nó có thể nó ra mặt hoa vàng, mặt hoa đen và mặt hoa đỏ nhá. Vàng bóng này. Đấy hàng nhà em đấy các bác ơi. Đấy. Các bác là tùy, nói chung là tùy sở thích của mình, có thể nó ra mặt hoa như thế này nữa. Đấy hàng này hàng sổ nhá, em không rõ là mặt hoa như thế nào đâu ạ. Đây. Và em chỉ bảo hành cho các bác đây là giống Sơn Thủy Tiên thôi nhá. Sơn Thủy Tiên chứ không phải Hoàng Lạp nha các bác nhá. Sơn Thủy Tiên. Hàng này một bảng như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 95k một bảng. Các bác mua 5 bảng em miễn phí ship. Đây, một số bảng là mầm non nó đang lên đây này. Đấy, mùa này mùa là mầm non này. Và đây em có một cây này nó ra hoa đây này. Nó ra hoa bói đầu mùa nhá. Nó ra hoa bói đầu mùa đây. Bảng. Đấy. Đây là Sơn Thủy Tiên nhá, bảo hành cho các bác nhìn thấy cái lá là các bác biết là lá là xá Sơn Thủy Tiên hay là lá Hoàng Lạp rồi, các bác biết rồi, không phải giải thích nhiều. Bảo hành cho các bác đây là 100% là Sơn Thủy Tiên nhá. Giá chỉ có 95k một bảng thôi. Đấy, có những cái bảng cây nhá. Các bác mua này, có những cái bảng cây nó củ nó gọi là siêu nhiều luôn, siêu to, siêu dài luôn nhá. Đó, rất là nhiều luôn. Anh em trồng được rất là nhiều luôn, tha hồ cho các bác mình lựa chọn nhá. À, hàng 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho nó ăn phân thuốc một lần. Nó cũng như mình, người mình ấy cũng phải có ăn cơm, phải có thức ăn nhá. Đây cái cây này này, nó đã gai mắt nụ hết ra rồi này, các bác nhìn thấy chưa? Gai mắt nụ hết ra rồi nhá. Đấy những cái thân già nó gai mắt nụ ra rồi. Đấy treo ở cái bảng gỗ này, về các bác chỉ treo chơi thôi. Thuần cực kỳ dễ này. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với các bác một mặt hàng cực kỳ nó hot hit luôn. Hàng này hàng trồng thuần trên gỗ rồi nhá, dễ này. Đó là trồn đỏ hay còn gọi là sóc đỏ nha các bác nhá. Bảo hành mặt hoa cho các bác. Đây, em về rất là nhiều luôn. Hàng này là hàng cấy mô của Thái Lan. Mặt hoa siêu hot hit luôn, hàng rừng không có cái hàng này đâu các bác nhá. Hàng rừng ngày xưa có nhưng mà cực kỳ hiếm. Bởi vì nó như vậy đâm ra người ta mới cấy lai tạo ra này. Riêng cái dòng trồn đỏ này hoa cực kỳ là thơm nhá, nhưng không hôi như trồn rừng. Cực kỳ là thơm và bông hoa cực kỳ là dài. Trông rất là sang, bắt mắt. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 100k một bảng. Các bác mua 5 bảng em Thúy miễn phí ship nhá. Và em Thúy bảo hành cho các bác đây là trồn đỏ, hàng chuẩn bị ra hoa. Cái hàng này là hàng của Thái Lan cho nên là hoa nó ra không có mùa nào cả, nó ra sẽ ra bất ưng nhá. Chuẩn bị nó đến mùa hoa rồi đây. Đấy. Cây này cây nhỏ nhỏ xinh xinh đi các bác nhá, chứ không phải là cây to đâu. Đây em đo găng tay em nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. 100.000 một bảng. Các bác mua 5 bảng em Thúy miễn phí ship. Hàng này các bác có thể mua 2 3 4 bảng về các bác ghép thành một tác phẩm. Rất là ok luôn. Hương thì cực kỳ là thơm và cực kỳ là quyến rũ. Nhà em hôm nọ nó nở thì em quên, em không review cho các bác xem cái giò của nhà em. Đấy. Chuẩn bị và bảo hành cho các bác là chuẩn bị ra hoa. Rất là yêu luôn nhá.
Và đây là một cái dòng hoa, tên gọi nó cực kỳ là hay luôn, giả hạc hoa hồng đỏ. Và cái hương thơm của nó và cái mặt hoa của nó cũng đúng như tên gọi của nó luôn nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này, giả hạc hoa hồng đỏ nhá. Đấy, đây mặt hoa của nó đây, hương cực kỳ là thơm luôn đó, và rất là sai hoa luôn. Một bảng như này siêu to khổng lồ luôn như cái này, em Thúy chia sẻ với các bác giá là 170.000 một bảng. Các bác mua 5 bảng em Thúy miễn phí ship nhá. Ôi bao la. Các bác ơi, ngoài ra là mầm non này, mầm non nó vẫn đang tiếp tục lên nhá. Mầm non nó vẫn đang tiếp tục lên ở thân, ở gốc cây rất là nhiều. Hàng này em trồng thuần rồi, có túi phân treo rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Đây em cho các bác xem này, đẹp cực kỳ luôn nhá. Hoặc có thể các bác có thể về mình ốp hai cái hay ba cái vào với nhau, ốp lưng vào với nhau. Cái này thân nó nhỏ nhỏ thôi, hàng này hàng giống Đài Loan, thân nó nhỏ nhỏ thôi, nó không to mập đâu, không cho ăn phân thuốc kích thích làm cho nó không mập đâu nhá, nó bình thường thôi. Rất là đanh cây nhá, rất chi là đẹp luôn. Giá chỉ có 170k một bảng thôi, các bác mua 5 bảng em Thúy miễn phí ship đó. Đây, các bác nhìn này, đáng yêu cực kỳ luôn nhá, rất chi là đáng yêu, nhà em về rất là nhiều. Đây các bác có thể, các bác mình có thể ốp hai cái vào với nhau như thế này, hoặc là ba cái, các ốp bác ốp vào nào, ba bốn cái nó ốp vào một cục một hướng nhá, rất là ok luôn. Ôi mê ly luôn, chưa bao giờ em về được cái lô nó mê ly như thế này đó. Đây này các bác ơi, mê ly luôn nhá, 170k một bảng ạ các bác ạ. Ôi cái dòng này lá là rất là chi là đanh cây luôn nhá, cây cực kỳ là cứng cáp, cực kỳ là đanh cây luôn. Đen rô nắng và đen rô chớp của nhà em cập bến nhá. Ôi siêu đẹp luôn. Nói về cái dòng đen rô này thì các bác nhà nào cũng chơi được, hàng cực kỳ là bình dân và hoa nó ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác nha các bác nhá. Ui, chưa bao giờ em nhập được cái lô hàng nó siêu VIP như thế này các bác ạ. VIP lắm cơ các bác ơi, đẹp ơi là đẹp luôn. Nay em sẽ về đen rô nắng các loại này, bà liễu rồi chớp, vàng đỏ chớp, bịp chớp, cánh chuồn vân vân, rất chi là đẹp luôn, nhiều nhiều lắm lắm luôn. Thân thủ lá mít nhá các bác ơi, có những cái thân này nó to, nó to gấp độ gấp ba cái ngón tay cái em nhá các bác nhá. Đó, và cái hàng này thân tơ tít 100%. Vì sao em nói vậy? Vì là bây giờ nó bắt đầu nó mới nhú hoa ra các bác ơi. Đấy, các bác chơi vậy rất là yên tâm. Chứ các bác mua một cái loại mà nó ra hoa ra nụ rồi là cây nó già cỗi, về nó không phát triển được đâu, nó khó ra hoa. Đây là hàng nhà em, hàng tơ tít nhá, 100% thân hoa. Có nghĩa là một chậu nó có 2-3 thân thì sẽ 2-3 thân nó sẽ ra hoa cho các bác mình ngắm. Lá mít nhá, lá mít cổ xoáy này, đẹp mê ly. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa đây. Ui dồi ôi, nó về nhiều mặt hoa lắm, trên 50 mặt hoa nhá các bác nhá. Đó, trên 50 mặt hoa, em cho các bác xem qua một số mặt hoa đây. Đó, và cái dòng đen rô này thì đúng là cực kỳ bình dân, nhà bác nào mình cũng chơi được. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá 50.000 một chậu. Các bác mua 10 chậu em miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua 5 chậu thì các bác cộng thêm cho em 35.000 tiền ship. Chậu của nhà em chậu cao to rất là nặng luôn, một chậu này nó phải nặng hàng hơn 1 cân này. Đó, đây về cái hàng này thì các bác lên sang chậu cho em nhá. Em đo chiều dài này. Đấy, cái thân nào mà nó cao ấy, nó phải trên 2 găng tay của em trở lên. Và trên một chậu thì nó có sẽ có thân ngắn. Thân ngắn thì nó một găng tay. Đó, trên một găng tay. Đẹp ơi là đẹp, thân thủ lá mít nhá. Ui dồi ôi, nó đẹp lắm lắm, chưa bao giờ em nhập được một lô đẹp như thế này. Độc chỉ có 50.000 một chậu thôi các bác ơi. Ê, em đo cái bút dạ nhá. Cái bút dạ vào đây, cái thân nó còn bé hơn này. Đấy, thân nó còn bé hơn cái bút còn bé hơn cái thân nhá các bác nhá. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Đó. Đẹp cực kỳ luôn, mướt mát nhá. Và hàng em bảo hành nhá các bác, hàng tơ tít 100% luôn. Siêu đẹp luôn, lá mít nhá. Có những cái lá nó to hạt đen rô đâu mà có cái những lá nó to hơn cả bàn tay em các bác nhìn này. Có những cái lá nó to hơn bàn tay em. Đấy. Siêu đẹp luôn. Đấy, các bác mua cái này về thì mình chơi nhá, hoa quanh năm, lúc nào mình cũng có hoa mình chơi này. Hết vụ này đến vụ khác, một năm nó ra ít nhất là 3-4 mùa nhá.
Đó, đây này, 100% thân tơ luôn nhá. Thì các bác mua nó phải, thí dụ một chậu nó có hai thân thì nó sẽ ra cả hai thân hoa nhá. Ui, cái lá nó to hơn cả lá đa này, các bác nhìn này. Này các bác ơi, em đo tay nhá, tay em bé hơn cái lá này. Đó. Và cây to hay cây nhỏ nó phụ thuộc vào mặt hoa nhá các bác nhá. Không, các bác mua về các bác bảo thí dụ có những cái cây này thì nó là một mặt hoa rồi, thì các bác bảo sao nó ngắn thế. Đấy, nó phụ thuộc vào mặt hoa nhá. Và có những cái cây này nó cao to như thế này thì đấy, nó phụ thuộc vào mặt hoa. Siêu đẹp luôn, đúng không? Các bác mà trồng thì ra hoa thì đẹp lắm lắm luôn đấy ạ. Hàng này thì các bác về lên sang chậu cho em, sang chậu để cho cây nó có đẻ con, nó phát triển. Và 7 đến 10 ngày các bác vẫn cho nó ăn phân thuốc một lần. Và cái hàng này thì nó, các bác nó ưa nắng nhá các bác nhá. Các bác lên ra phơ treo trồng ra cái chỗ ngoài, nó ăn 50% nắng giúp em. Và đây là cái dòng vũ nữ cam lửa nha các bác nhá. Bông hoa nó sẽ nở đúng như tên gọi của nó. Một chậu siêu to khổng lồ như này. Chậu này là chậu phi 18 nha các bác nhá. Rất là nhiều thân. Và cái hàng này nó đang nhú nụ nha các bác nhá. Đó, hàng này đang nhú nụ này, hoa, mùa hoa của nó bắt đầu từ giờ cho đến tháng 8 nha các bác nhá. Bông hoa của nó khi mà đạt được chiều cao đỉnh của nó sẽ dài tầm 1 mét nha các bác nhá. Em cho các bác xem cái video hoa này. Đúng luôn tên gọi của nó luôn. Cam lửa nhá. Bông hoa siêu dài luôn các bác nhìn này. Và cái hoa này nó là siêu thơm luôn các bác ạ. Siêu thơm luôn. Đây em cho các bác xem mặt hoa này nhá. Mặt hoa của em nó đây. Đẹp chưa các bác ơi? Đẹp vừa thơm nhá các bác nhá. Vừa đẹp vừa thơm này. Đó. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 150.000 một chậu, rất chi là nhiều thân, siêu to khổng lồ luôn. Những cái hàng này thì nhà em bán cực rẻ rồi, nhưng shop khác người ta đang bán 180 đến 200, nhưng em Thúy bán lấy tương tác thôi. Và hàng này thuần vỏ thông nha các bác nhá. Về các bác để nguyên như vậy các bác treo chơi cũng được, và các bác sang chậu cũng được. Theo em là các bác lên sang chậu để cho nó được đẻ nhiều con nhá. Đẻ nhiều con nó ra sẽ chậu lớn này. Và cái hàng này thì các bác trồng cho em ăn nắng 60 đến 70% nhá. Và gốc lúc nào cũng có phải có độ ẩm ạ. Chứ các bác mà trồng dâm quá là cây nó sẽ không có hoa và nó không phát triển đâu. Hoa thì siêu thơm luôn. Đấy, bây giờ bắt đầu chuẩn bị nó có những cái cây nó nhú nụ ở trong đây rồi nhá. Vũ nữ cam lửa này, 150.000 một chậu, các bác mua 4 chậu. Đây các bác, ví dụ như các bác mua 4 chậu này về các bác ghép vào một lợp giò lớn nhá, thì cái bông hoa nó sẽ ra siêu đẹp, siêu dài luôn như em vừa giới thiệu đấy ạ. 4 chậu như thế này em Thúy sẽ miễn phí ship nhá. Đó. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn một chậu em cũng đi hàng nhá các bác nhá. 150.000 một chậu chưa có phí ship ạ. Đó, vũ nữ cam lửa nhá. Siêu thơm luôn.